dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 1 tháng 4 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, đêm có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 23 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 25 độ, khu vực phía Nam có nơi trên 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Khu vực phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 độ, nhiệt độ cao nhất 26 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, trời ít mây, nắng nóng, chiều tối gió mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ, nhiệt độ cao nhất 36 độ. Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, ngày có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, đêm có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18 độ, nhiệt độ cao nhất 23 độ.